Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới dạy được con cắt gốc nha anh em. Cắt gốc này là của Makita ha. Lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Đây em quay vòng máy cho anh em mình xem nha. Đây. Đó, túi bụi rồi theo máy nha anh em. Thì em xin đọc cái mã cái thông số máy cho anh em mình nha. Cắt gốc Makita mã nó là LS0830 nha anh em. Điện là điện 100W nha. Con này công suất của nó là 1050W nha. Dòng tua là 4000 vòng trên phút nha anh em. Thì nó xài lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Đó. Nó nghiêng và xoay 45 độ được hai bên nha. Đó. Đây. Rồi. Đó lưỡi là lưỡi zin luôn nha anh em. Đó made in Japan luôn á nha anh em. Đó lưỡi theo máy sao thì em gắn vậy ha, lưỡi còn nguyên zin nha. Đó. Không có mẻ gì hết trơn nha anh em. Đây thì giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Đóng từ khá là nhạy luôn nha anh em. Đó. Đây. Thì anh em quan tâm đến con cắt gốc Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn anh em.